Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nông Nghệ. Mình là Mika đây, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trên tay và bóc hộp cái chiếc Redmi Note 9 phiên bản mới nhất. Và lần này thì cái tên của nó đã có thêm hậu tố 4G đằng sau rồi. Thì cơ bản thì với cái thế hệ mà Redmi Note 9 trước thì nó cũng sẽ có 4G cho chúng ta thôi, nhưng mà cái này thì họ thêm vào để họ phân biệt giữa là các dòng đời máy. Nó cũng không hiểu tại sao rằng là bây giờ cái khoảng thời gian mà kiểu để ra mắt một chiếc Redmi Note 10 nó đang đến gần rồi, thật sự rất là gần rồi, thông tin rồi để trên mạng nó cũng rất là nhiều rồi, mà Xiaomi họ lại quyết định đẻ thêm cái dòng Redmi Note 9 4G này ra để làm gì nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào chi tiết để tìm hiểu nó nhé. Ở cái hộp nó thì các bạn sẽ thấy này, có một cái dòng chữ Redmi Note 9 với cái font rất là khác biệt luôn. Đây, cái dòng chữ Note 9 đây. Và bên trên hộp này chúng ta sẽ có là cái số là 6000mAh, tức là ám chỉ cái viên pin của cái con máy này rất là trâu luôn so với lại thế hệ trước đó. Ok, chúng ta sẽ tiến hành mở ra này. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Điện thoại Hay đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Hiện tại thì chiếc máy này nó đang có một mức giá là nó hơi trên một tí so với lại thị trường nội địa. Tuy nhiên thì đây rõ ràng là một mức giá chúng ta có thể chấp nhận được cho những ngày đầu khi mà chiếc máy này mới về ra mắt. Đó thì thông tin chi tiết của nó là như thế nào, các bạn có thể là kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Rồi, ok, chúng ta sẽ tiến hành mở hộp ra. Thì chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ như thế này này, rồi là một que chọc sim này, rồi là một ốp lưng này, một tập sách hướng dẫn sử dụng rất là mỏng thôi. Tại vì đây là thị trường nội địa mà, nó không giống như Việt Nam đâu. Global thì nó mới có cái tập sách hướng dẫn sử dụng dài. Và cái ốp này thì nó sẽ là một cái dạng ốp bao luôn cái phần viền ở đây. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây, nó sẽ bao luôn cái phần viền như thế này, để nó hạn chế được khi mà chúng ta làm rơi thì nó sẽ không bị gọi là ảnh hưởng đến cái phần màn hình chính của máy. Ok, đó là về cái phần ốp lưng. Cái này nó còn có chúng ta là một cái nắp để đóng lại cái phần cổng sạc nữa này, cũng rất là hay. Đây là một điều mà nó cũng hạn chế được là trong quá trình mà những bạn nào mà làm thi công phụ hồ đồ đó, các thứ làm trong những cái môi trường bụi bẩm thì nó sẽ không bám vào các mấy cái lỗ cổng kết nối như thế này. Ok, nhân vật chính thì mình sẽ bỏ qua một bên, mình nói sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần đáy hộp các bạn nhé. Đáy hộp thì chúng ta sẽ có là một cái cáp sạc Type-C, chắc chắn rồi. Và cái củ sạc của cái chiếc máy này thì nó sẽ có công suất tối đa là 22.5W các bạn nhé. Tuy nhiên thì để sạc được cho cái chiếc Redmi Note 9 này, nó chỉ dừng lại ở công suất là 18W thôi. Thì đối với là 18W cho viên pin có dung lượng là 6000mAh thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên sạc qua đêm đi. Tại vì cơ bản thì với một cái dung lượng pin lớn như thế thì chúng ta cũng không thể nào mà có thể sử dụng hết được trong vòng một ngày với những cái tác vụ cơ bản và bình thường. Đó, rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhân vật chính nè. Và với một chiếc máy như thế này thì điểm đầu tiên mình nhận ra đó chính là về cái phần kích thước màn hình. Nếu mà so với lại cái thế hệ Redmi Note 8 trước đó thì cái phần kích thước màn hình nó đã lớn hơn rồi. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có là một cái phần viền nó mỏng hơn nữa, giúp cho chúng ta có một cái tỷ lệ hiển thị với cái màn hình trước nó cao hơn. Thay vì là chỉ 81% như là trên Redmi Note 8 thì bây giờ chúng ta đã có là 83% rồi. Đó. Nhưng còn về thông số màn hình thì mình lại thấy nó khá là giống nhau, cũng là dao động tầm khoảng là trên dưới 400 nits này. Và chúng ta sẽ có là một cái phần kính cường lực Gorilla Glass 3 bảo vệ ở mặt trước đây. Độ phân giải thì được cái nó vẫn là Full HD. Thì nhìn chung là với một cái kích thước màn hình tổng thể như thế này ấy, với cái viền mỏng hơn, khi mà có cái viền mỏng hơn thì mình thấy rằng là cái về cái mặt thẩm mỹ cũng như cái chất lượng hiển thị mình có thể châm chước được trong khúc giá này. Nó cũng không thật sự là quá đắt đâu các bạn ạ. Màn hình như thế này thì tấm nền IPS LCD là nó là phổ thông rồi. Và độ sáng này thì nó cũng không hẳn là kiểu vượt bậc, nhưng mà nó cũng sẽ là không thua kém ai. Cơ bản là như thế, màu sắc thì vẫn được đảm bảo là nó cân bằng. Và còn về camera selfie của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có độ phân giải là 8 megapixel các bạn nhé. Thì cái thông số của chiếc máy này nó sẽ khá là na ná so với lại cái chiếc Poco M3 cũng mới được ra mắt này thôi. Riêng cái Poco M3 thì nó có cái form thiết kế nó hơi khác tí. Cả trời của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một cái jack tai nghe 3.5 này, một cái micro này, một cổng hồng ngoại này. Và con này thì tại vì nó có loa kép cho nên mình nghĩ rằng là hai cái chấm mới của nó này, chấm mới xuất hiện đây thì nó cũng sẽ là loa kép luôn. Ở cạnh trái thì chúng ta sẽ có là một khay để lắp thẻ SIM. Con này thì có thể lắp được hai SIM hai sóng thoải mái bình thường nhé. Đi kèm với đó là cạnh dưới chúng ta sẽ có là một micro này, một cổng sạc Type-C này, một loa ngoài này. Loa này như mình đã nói nó là loa kép. Và cạnh bên phải thì chúng ta sẽ có là một cụm phím tăng giảm âm lượng. Được hoàn thiện thì nó không hẳn là quá chắc chắn đâu. Tuy nhiên thì cái cảm giác bấm phím thì nó rất là tốt. Còn về cái cảm biến vân tay được tích hợp thêm phím nguồn đây thì nó sẽ là hơi lõm xuống một tí. Điều này thì chúng ta đã rất quen thuộc rồi. Và tính đến thời điểm hiện tại thì với cái phần tiết diện được xem như là nhỏ của một cái cảm biến vân tay như thế này thì nó vẫn cho ra một cái khả năng là nhận diện chính xác cũng như là tốc độ vào mở khóa rất là nhanh. Đó. Mặt sau của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một cái mặt sau nó khá là giống với lại cái chiếc Poco M3. Tuy nhiên thì thay vì nó sẽ có chúng ta là một cái phần giải hình chữ nhật to và rộng
thì nó sẽ thu hẹp lại. Và mình thấy rằng là đối với lại trên cái cụm camera module hình chữ nhật này thì các cái ống kính của nó đã to hơn rồi, cho nên tổng thể mình thấy nó hài hòa hơn, thay vì là kiểu làm mà nó cứ bé bé nó nhỏ nhỏ như là trên những dòng Samsung tầm trung, thì mình thấy nó không thật sự là hài hòa lắm, kể cả là như những dòng Realme nữa, mà chúng ta là cứ khoanh vùng tách biệt ra những cái ống kính như thế này đó, và tạo ra một cái khu vực nó to to lên một tí thì nó sẽ là trông nó hài hòa hơn. Con này thì nó sẽ có một cái mặt lưng được làm từ nhựa và nó sẽ không có khung viền các bạn nhé. Mặt lưng này thì nó sẽ ốp vào mặt trước luôn. Và cái chiếc máy này thì nó sẽ có những cái họa tiết đồng tâm ở cái phần sau mặt lưng đây. Bên dưới sẽ là logo Redmi. Tổng thể thì với cái phần mặt lưng nhám như thế này thì nó cũng sẽ hạn chế được cái việc bám dấu vân tay và mồ hôi, cũng như là nó hạn chế được cái sự trơn trượt khi mà chúng ta cầm nắm. Về cầm nắm thì rất là tốt. Mặc dù là nó cũng có trọng lượng gần 200g, nhưng mà đây là mình thấy là một cái trọng lượng nó rất là đầm, chứ nó sẽ không quá nặng đâu. Đối với lại những chị em phụ nữ thì sẽ thấy là nó hơi bị khó chịu một tí. Tuy nhiên thì đàn ông con trai như tụi mình thì nói chung là tay nào đêm nào cũng hoạt động, cho nên là nó cũng đã có một cái phần cơ bắp để nó giữ được cái chiếc máy này. Về phần cụm camera thì chúng ta sẽ có là những cái thông số như sau, bao gồm là một cảm biến chính có độ phân giải là 48 megapixel, có khẩu độ là f1.8, một camera góc rộng có độ phân giải là 8 megapixel, và một camera đo chiều sâu có độ phân giải là 20 megapixel. Ở đây thì nó sẽ khác so với lại cái phiên bản mà được xem là giống với lại cái chiếc Poco M3, phiên bản thuộc thị trường quốc tế. Thì nó khác ở đây đó chính là về cái cụm camera sau, nó sẽ không có camera góc rộng, mà bù lại thì nó sẽ có chúng ta là một camera macro. Như vậy thì xét về cái mặt thực dụng thì mình sẽ đánh giá cao cái cụm camera có trên cái chiếc Redmi Note 9 này. Tại vì nó có một cảm biến chính, một cảm biến góc rộng và một cảm biến đo chiều sâu, thay vì là nó nhồi nhét thêm một camera macro 20 megapixel nữa. Các bạn phải hiểu rằng là với một camera macro thì nó hoạt động độc lập, và với một cái chất lượng và một cái độ phân giải thấp là chỉ dao động tầm khoảng 20 megapixel như thế. Và cái chiếc máy này thì nó ra mắt thuộc phân khúc tầm trung giá rẻ mà, giá rẻ đấy, thì cũng không thể nào đòi hỏi với một cái chất lượng như thế. Và việc mà lắp lên như thế thì nó chỉ mang tính chất là cho có, chứ nó không thật sự là mang lại cái trải nghiệm gì giúp cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta muốn chụp ảnh macro cả, thật sự đó. Và ngoài ra thì chiếc máy này nó còn sẽ được phủ thêm chúng ta là một cái chuẩn lớp kháng nước nữa các bạn nhé. Thì cái lớp này nó sẽ không giúp cho cái chiếc máy này đạt những cái tiêu chuẩn chống nước như là trên những cái chiếc máy có khả năng kháng nước, mà nó chỉ là phủ nhẹ thôi, nó hạn chế được nước mưa, hoặc vô tình các bạn có làm rơi chăng nữa, các bạn vớt lên kịp nhanh thì nó vẫn đảm bảo là chiếc máy này nó sẽ sống sót đó. Và cuối cùng thì mình sẽ nói về cái phần dung lượng RAM của con này. Con này thì nó sẽ có bộ nhớ RAM tối thiểu là 4GB và 128GB bộ nhớ trong, thì nó cũng sẽ na ná sau lại cái chiếc Redmi 10X. Vấn đề này thì nó liên quan về cái phần cấu hình nữa. Đó, cái cấu hình của chiếc máy này nó sẽ có là con chip Snapdragon 662. Và nếu như các bạn muốn mà kiểu đánh đổi được giữa cái phần hiệu năng hơi thấp hơn để đổi lại một sự ổn định hơn trên những dòng chip Snapdragon thì có thể lựa chọn chiếc máy này. Hoặc là các bạn vẫn có thể lựa chọn những dòng chip đến từ MediaTek. Nhưng mà đối với lại những dòng MediaTek thì từ G85 hoặc là G80 thì mình thấy là hiệu năng của nó chưa thật sự ổn định. Đặc biệt là khi mua về chơi những cái tựa game phổ biến như là PUBG cũng như là Liên Quân Mobile thì nó sẽ không thật sự là khiến cho mình hài lòng lắm. Nó vẫn còn hiện tượng giật lag và thiếu cái sự ổn định. Còn đối với lại Snapdragon 662, mặc dù là nó cho ra một cái mức hiệu năng thấp hơn nhưng mà nó ổn định hơn. Hôm sau thì mình sẽ cố gắng gửi đến cho bạn một video test game nhé, trên channel của kênh công nghệ, được test bởi game thủ Zico. Đó, tuyệt vời. Thì cuối cùng là mình sẽ nói về cái phần viên pin. Pin thì mình đã nói ở lúc đầu rồi, là chúng ta sẽ có là một viên pin với dung lượng là 6000mAh và công suất sạc sẽ là 18W. Đây là một cái công suất sạc nó tiêu chuẩn trong phân khúc giá này. Và cá nhân bản thân mình thì mình cũng sẽ không đòi hỏi hơn đâu, tại vì bù lại chúng ta đã có một cái dung lượng pin lớn rồi. Đặc biệt là với một cái chiếc điện thoại như thế này thì nó cũng sẽ là đáp ứng nhu khá tốt các cái nhu cầu mà dành cho các bạn shipper thời điểm hiện tại. Tại vì là cái ngành shipper thời điểm hiện tại nó là một cái ngành mà kiểu rất là dễ kiếm tiền. Tức là nó có một cái mức thu nhập ổn định với lại một cái mức mà nó đủ sống. Đó, cơ bản là như thế. Thì có rất là nhiều người lựa chọn cái ngành nghề này và đang tìm kiếm cho mình một cái chiếc smartphone vừa có pin trâu vừa có màn hình tốt để có thể nhìn ngoài trời và để check cuốc cũng như là các cuộc gọi như thế. Thì với một cái cấu hình và một cái dung lượng pin lớn như thế này thì nó thật sự rất là phù hợp. Đó, mình thấy cái chiếc Redmi Note 9 4G này nó rất là tốt các bạn nhé. Đáp ứng rất tốt về cái nhu cầu đó. Còn về hiệu năng thì mình cũng không thật sự đánh giá cao lắm. Tuy nhiên thì bù lại thì nó vẫn có những cái mặt nổi bật trong quốc gia này, bao gồm là một cái cảm biến chính, camera chính là tới cũng 48 megapixel là cao này. Rồi là màn hình thì có viền mỏng hơn này. Rồi là chúng ta sẽ có một viên pin lớn, loa kép đó. Thì đây là những cái điểm nổi bật của chiếc máy này. Bù lại thì chúng ta sẽ có là một cái mức cấu hình thấp hơn. Điều này thì chúng ta phải chăm trước cho sản phẩm thôi. Vậy thì còn các bạn nghĩ sao về chiếc Redmi Note 9 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận video nhé. Với phiên bản 4G mới này thì các bạn thấy sao? Thì các bạn hy vọng gì cho phiên bản Redmi Note 10 trong tương lai? Thì xin hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.